Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn gián đấu của hai kỳ dương Trung Quốc, Đông Phương Điện Não Liễu Đại Hoa và Tân Kỳ Dương Trung Quốc Dương Khuết. Đây là gián đấu tại Thiên Thiên Tượng Kỳ diễn ra ngày 10 tháng 11 2021. Mời các bạn thưởng thức gián cờ đối công rất hấp dẫn của hai kỳ dương.吃 将军 吃
将军。将军。将军。将军。吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。将军。将军。吃。吃。Pháo trước tấn ba. Cho đến đây Đông Phương Điện Não Liễu Đại Hoa đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong ván cờ rất hay của Tân Kỳ Dương Trung Quốc Dương Khuất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì nên like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.